Xin chào ạ, AK Shop gửi bạn video sử dụng xe SH 2020. Đây là mẫu xe SH mới nhất của Honda. Thì cũng giống như những video trước, vẫn là những sản phẩm quen thuộc. LED Audi đèn chính, LED Audi 2 xi nhan, tăng sáng đèn chiếu sáng, LED ổ khóa, thay hai núm nhôm trên ổ khóa và phim màu đồng hồ, công tắc đèn, xi nhan tính tông và Audi xi nhan sau. Nhưng ở video hôm nay sẽ khác tí xíu so với những video trước đây mà các bạn xem. Đó là anh chủ xe yêu cầu những sản phẩm LED Audi 2 xi nhan, phần đờ mi và cái phần Audi đèn chính nó sẽ có hai màu theo từng chế độ. Ở những video trước các bạn xem những video mình đã giới thiệu Audi một màu, Audi xi nhan chạy hoặc là Audi A11 là điều khiển với điện thoại. Còn ở video hôm nay không phải là xi nhan chạy nhưng mà sẽ là hai màu trên một đèn. Khi mở khóa xe, toàn bộ phần Audi bao gồm Audi xi nhan nè, Audi đèn chính nè, cái viền Audi quen thuộc và cái phần này sáng màu trắng. Khi bật công tắc đèn ở nấc đờ mi là nấc giữa, xe này ảnh yêu cầu là móc công tắc đèn để từng nấc một. Đây. À, mình nói lộn cái quy trình màu. Thứ nhất là khi mở khóa xe thì toàn bộ phần Audi sẽ là xanh dương như thế này. Ha. Audi 2 xi nhan, Audi đèn chính và cái phần đờ mi là xanh dương. Rồi bật xi nhan. Lúc này là đang mở đèn. Mở khóa xe chứ chưa mở công tắc đèn nha bạn. Rồi, xi nhan phía còn lại luôn. Nè các bạn thấy rõ ha. Đây là xi nhan đá màu so le với xi nhan zin. Rồi, tắt xi nhan đi. Rồi khi mở công tắc đèn ở nấc giữa hay còn là nấc đờ mi là nấc này đây các bạn. Đó. À. Thì toàn bộ cái phần đèn sẽ chuyển sang màu trắng. Rồi bây giờ mình sẽ mở đèn chế độ đờ mi rồi. Đó các bạn thấy rõ. Khi mở qua đờ mi nấc giữa thì toàn bộ phần Audi sẽ chuyển sang màu trắng. Bao gồm cái đèn đờ mi zin ngay là đây ha. Audi 2 xi nhan này các bạn. Đó tay mình đang chỉ và cái viền Audi trong cái đèn chính tự động đổi sang màu trắng hết luôn ha. Rồi mình trả đi. Trả công tắc về bình thường, tắt đờ mi. À, tự động nó chuyển đổi giữa hai màu. Thì nó có trắng xanh dương như thế này hoặc là xanh lá đỏ gì tùy theo thích mọi người. Rồi. Khi mở đờ mi là màu sáng trắng bật xi nhan. Thì cái phần xi nhan chỗ Audi vẫn chuyển sang vàng. Thế các bạn thấy rõ ha. Đó, dù bất cứ ở màu nào nó vẫn đá màu vàng xi nhan. Cái màu đặc trưng của tín hiệu xi nhan. Xi nhan phía còn lại luôn. Rồi. Rồi, các bạn nghe tiếng tiếng tông xi nhan ha. Cái tiếng này với âm thanh vừa đủ nghe và cái tiếng kêu nghe rất là dễ chịu, rất là vui tai. Nhắc cho bạn biết là xe mình đang mở xi nhan. Rồi, tắt xi nhan đi. Rồi, phần kế tiếp là phần tăng sáng. Thì tăng sáng là sao? Là mình sẽ tháo mạch zin ra. Đây các bạn, đợi mình lấy cái mạch zin. Đây là mạch zin nè các bạn. À, toàn bộ mạch zin mình sẽ tháo rồi ra trả về. Mình sẽ thay thế mạch tăng sáng. Đây, hình ảnh mạch tăng sáng là đây các bạn. Và đây là mạch gold. À, sử dụng chip Osram bảo hành 2 năm, độ sáng gấp 7 lần so với bản zin. Còn bản tăng sáng thông thường, bản tiêu chuẩn thì gấp 5 lần, còn đây là bản gold. Đây các bạn, thông ha. Gold version. Mạch là mạch đồng. Đây các bạn, bảo hành 2 năm, độ sáng cực khủng luôn. Thì các bạn thường hỏi giữa tăng sáng với trợ sáng với gương cầu, cái nào sáng hơn? Mình không thể so sánh như vậy được bởi vì mỗi loại khác nhau. Cái chùm sáng nó phát ra khác nhau. Thì các bạn chơi tăng sáng, các bạn giữ zin toàn bộ cái chó đèn. Còn các bạn lên gương cầu thì các bạn phải can thiệp phá chó đèn. Tăng sáng là chủ yếu đi trong thành phố nó phát huy hiệu quả. Còn chợ sáng hoặc gương cầu thì đi những đoạn đường xa nó sẽ phát huy hiệu quả hơn. Ha. Đó, thì mình nói là chỉ cần tháo cái mạch zin này ra, thay mạch tăng sáng vô và sử dụng thôi. Thì đây là bản gold, sáng mạnh gấp 7 lần so với bản zin. Đèn chiếu sáng zin. Còn bản tăng sáng tiêu chuẩn thông thường, giá nó mềm hơn bản gold, bảo hành 1 năm thì tăng sáng gấp 5 lần. Đó các bạn, là tăng sáng ha. Thì mình cũng có làm một cái video so sánh giữa đèn zin và đèn tăng sáng luôn. Mình có làm video đó rồi. Các bạn cứ tham khảo bên YouTube sẽ thấy. Và đây là ánh sáng của tăng sáng ha. Các bạn muốn cao thấp được hết luôn à. Đó, tăng tắt đèn. Công tắc đèn thì nó có nhiều option. Mà hai option thông dụng nhất là móc công tắc đèn như thế này các bạn. Đó, tắt từng nấc một. Còn các bạn chỉ cần tắt chiếu sáng thôi, không tắt gì hết nữa, mình sẽ tích hợp vô cái nút passing của bạn.
nhấn giữ 3 giây tắt mở đèn ha. Muốn tắt đèn mở đèn cứ nhấn vaccine 3 giây là chuyển sang tắt mở. Và có luôn cái auto vaccine là tự động nháy đèn. Nếu các bạn chọn mà tắt đèn bằng giải pháp là vaccine bây giờ tắt mở đèn. Rồi cái kế tiếp mình giới thiệu đó là cái đồng hồ. Để này xuống. Cái đồng hồ đưa hai cái đứng dùng cái bật đèn. Cái đồng hồ mình sẽ dán phim màu vô như thế này cho đẹp mắt các bạn ha. Đây, để mình cho bạn thấy đẹp mắt chỗ nào là khi bạn tắt khóa mở khóa nè, nó rất là đẹp luôn. Đó các bạn. Đó. Đây gọi là dán phim màu đồng hồ. Tắt khóa nè. Mở lại cho bạn xem nè. Ha. Nó rất là nhiều màu thì các bạn chọn ha. Chủ yếu là mình chọn màu ở chỗ có cái thông số km á. Còn những chỗ khác thì nó sẽ có rất nhiều màu. Như trên đồng hồ hay là anh chủ xe chọn tông màu xanh dương là chủ đạo. Đó, đây là phần phim màu đồng hồ. Rồi cái kế tiếp đó là phần ổ khóa smart key. Thì như bạn đã biết là ổ khóa smart key zin của hãng hai cái núm vặn á là núm nhựa đen. Đây nè các bạn. Mình cho bạn xem, đây là núm zin ha. Mình sẽ tháo rời núm zin cho khỏi khóa và mình thay hai núm nhôm vô. Và mình làm thêm một cái nữa là làm cái mạch cho sáng đèn. Zin là khi các bạn nhấn vô sáng, nhưng mà các bạn xoay đi ở khóa trạng thái mở điện xe hay là trạng thái mở máy á, thì nó sẽ không sáng đèn. Như thế này mình sẽ lắp một cái mạch để nó điều khiển cái đèn trên ổ khóa cho nó sáng nè. Tắt thì không nói, nhấn vô sáng như bình thường, xoay nó vẫn sáng luôn. Thấy chưa, nó rất là đẹp mắt khi các bạn di chuyển ban đêm, giúp cho ổ khóa mình nó nhìn nó lung linh hơn. Và hai cái núm dặn ổ khóa và cái phần mở bờ, cái bên là cái mở yên với cái mở bình xăng á, mình thay sang núm nhôm luôn. Đây các bạn, xe các bạn xem cận cảnh núm nhôm. Đây là núm nhôm màu bạc. Coi gọi là núm nhôm CNC là nguyên khối bằng nhôm hết. Nó sẽ có nhiều màu để các bạn chọn, màu bạc, màu vàng, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ, màu titan. Nó có mẫu, nó có carbon nữa. Còn chiếc xe này anh chọn cái mẫu đừng không có carbon như này ha. Đây là hình núm nhôm các bạn. Cái này là tháo nguyên cái núm zin ra thay vô chứ không phải là chụp vô cái núm zin nha. Nhiều anh em cứ nghĩ là chụp vô cái núm zin này, thật sự không phải. Mình sẽ tháo rời cái núm này ra khỏi ổ khóa zin và lắp đặt hai núm nhôm vô. Đó. Và rồi phần trước như mình đã nói, hôm nay là option là Audi, nhưng mà Audi khác những mẫu trước kia là chuyển đổi được hai màu bằng việc tắt mở công tắc đờ mi. Đó, mẫu khóa xe là sáng màu xanh dương như thế này, toàn bộ tông xanh dương từ trên xuống dưới luôn. Thường á, cái viền Audi trong cái đèn chính đa số mình sẽ tư vấn các bạn xài là chọn màu xanh dương, xanh lá, đỏ để làm chi, để khi các bạn mở đèn chiếu sáng lên là màu trắng á, nó sẽ nổi lên. Đó, cái đèn khi bạn mở đèn chiếu sáng màu trắng nó sẽ nổi cái sọc này lên các bạn ha. Đây là phần trước. Rồi cái phần đồng hồ cũng đã giới thiệu các bạn luôn, cái phần phim màu đồng hồ, ổ khóa smart key thay núm nhôm với led ổ khóa kế tới phần phía sau. Đây phía sau thì làm option đơn giản như thế này thôi, hai sọc xi nhan, hai sọc Audi hai bên xi nhan. Bây giờ mình sẽ mở xi nhan cho bạn xem. Khi mở xi nhan thì cái sọc Audi nó sẽ đá màu so le với xe nhanh zin như thế này. Đó, mình vẫn giữ được tín hiệu xi nhan zin cho nó sáng. Xi nhan phía còn lại. Đấy các bạn ha. Rồi tắt xi nhan đi. Cái phần đèn giữa thì các bạn muốn có hiệu ứng đẹp hơn là các bạn chọn cái stop F1 là bóp thắng chớp chớp, để cái tác dụng thắng nó rõ hơn, chứ zin là bóp thắng nó mạnh hơn thôi. Bây giờ mình sẽ lấu một cái mạch để bóp thắng nguyên cái cụm đèn đỏ này nó chớp chớp chớp, hay gọi là đấu mạch stop F1 các bạn. Đó. Rồi, hôm nay video này là gồm những option như thế. Còn rất nhiều option cho dòng xe này, các bạn hãy chọn nâng cấp thêm lên gương cầu hoặc là lắp chống cướp 2m cho cái ổ khóa smart key. Zin nguyên bản smart key không có chống cướp 2m là sao? Là đi xa không có tắt máy. Đang nổ máy như thế này, cầm remote rời xa xe, máy sẽ không tắt. Khi các bạn lắp mạch chống cướp 2m vào thì cái chức năng đó là đi xa nó sẽ tự động tắt máy. Đó các bạn, đó là chức năng chống cướp 2m Audi cả trên cả dưới đầy đủ cho bạn luôn. Rồi các bạn cứ tham khảo thêm nhiều video cho dòng xe NAK 2020 này tại Facebook, YouTube hoặc những video cho dòng xe khác. Thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối nha bạn.
Rồi các bạn cứ tham khảo thêm những video như mình đã nói tại Facebook, YouTube. Và video ở đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Mà nói xin cảm ơn và xin chào các bạn.